Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Thắng Hoàng nhé. Hôm nay thì Thắng Hoàng đi lắp một bộ karaoke cho khách rất là đẳng cấp, bao gồm một đôi loa Stefy Bass 30 của B3, rất là đẳng cấp luôn các bác, 13.800.000. Một chiếc đẩy Class D, 400W các bác nhá, vẫn sử dụng đôi 30, giá là 2.700.000 đồng. Một chiếc vang 2 triệu đây các bác nhá, một bộ mic Beyer. Đó. Rất đẹp phải không các bác? Bây giờ mời các bác nghe bản test nha. Vâng, bây giờ thì Thắng Hoàng xin gửi cho các bác bài Người xa về thành phố nhá. Các bác yêu mến ủng hộ trong thời gian qua và xin chào tất cả mọi người.